quay xí nè, đây là ngồi bún bò nè. Dạ. Con cũng là người Huế mà giới thiệu là dạ, đây bún bò Huế nè. Được dùng xuất sắc luôn. Đó, bánh lọc. Bánh lọc đây là bánh lọc trân, nhân tôm thịt, nhân tôm. Bánh cõi. Ném lùi thịt nướng. Hai, mình chào mọi người. Nếu như mọi người đến Huế và đam mê ẩm thực Huế thì ẩm thực của chợ Đông Ba là một cái ẩm thực không thể bỏ qua nhé. Và hôm nay mọi người sẽ cùng mình, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá ẩm thực của chợ Đông Ba, xem ở đây có điều gì đặc biệt nhé. Bắt đầu. Đây là mình đang ở trước cổng chính của chợ Đông Ba. Và chợ Đông Ba thì quá là nổi tiếng rồi mọi người. Chợ Đông Ba là khu chợ lâu đời và nổi tiếng nhất ở Huế. Bây giờ mình sẽ vào luôn nha. Hình như ở đây đang tiến hành sửa chữa và đang làm một số cái hạng mục gì đó mọi người. Và chợ Đông Ba cũng là khu chợ và vừa là điểm du lịch mà khách du lịch thường đến Huế và ghé ở đây. Khu vực vào cổng chính thì có bán rất là nhiều những cái vật phẩm, những cái đồ mà chúng ta có thể mua làm quà hoặc là làm lưu niệm. Thôi, chúng ta sẽ ghé qua luôn nhé. Đây có gian hàng mắm nè. Đến Huế mà mua mắm làm quà là một cái quà cũng rất là hay mọi người. Mắm ở đây rất là đa dạng và rất là ngon. Đây mình thấy có tôm chua nè, mắm rò nè, mắm nếm nè. Tôm chua ở đây còn rất là to mọi người. Tôm chua này ăn kèm với thịt luộc á, với thêm rau sống nữa, rất là ngon luôn. Mắm ruột các kiểu. Chủ yếu là hôm nay mình khám phá khu ẩm thực nhé, tại vì chợ Đông Ba cực kỳ là lớn luôn. Và theo như mình thấy thì bây giờ chợ Đông Ba đã được cải tạo lại, đã được sắp xếp lại, bây giờ sạch sẽ hơn bao nhiêu mọi người, không còn lộn xộn nữa, rất là có trật tự và sạch sẽ nữa. Vào chợ Đông Ba thì mọi người có thể tìm thấy bất kỳ những cái món gì mà mọi người có thể tìm kiếm ở Huế. Vì chợ Đông Ba là khu chợ lớn nhất, lâu đời và nổi tiếng nhất ở Huế rồi. Khu ẩm thực á, thì mọi người đi vào cổng chính, sau đó thì rẽ trái. Nếu như mọi người không rành á, thì có thể hỏi mấy o bán hàng ở đây, thì họ cũng sẵn sàng chỉ cho mọi người thấy. Chúng ta đi một vòng trước nhé. Đó, và khu chợ Đông Ba cũng là khu ẩm thực mà đa dạng nhất và lớn nhất trong các khu chợ ở Huế. Bởi vì không chỉ là phục vụ cho người đi chợ mà khu chợ Đông Ba còn phục vụ ẩm thực cho khách du lịch. Nên nếu mà người mà đến Huế và không có quỹ thời gian quá nhiều thì chúng ta có thể vào chợ Đông Ba để thưởng thức những cái món ăn ẩm thực ở đây. Đó, đây là cái khu ẩm thực mọi người. Ở đây có khu ẩm thực của chị Nhớ nè. Đây chị Nhớ có bán bánh bèo, bánh rám ít, bánh lọc, bánh phật. Đây thì có bán nước giải khát và những cái nước như là nước sữa đậu nành. Khu ẩm thực của chợ Đông Ba thì khi nào cũng đông đúc mọi người. Quay chị gì thế? Đây là quán Kim Châu. Quán Kim Châu. Và giá hàng của chị thì bán rất là nhiều món. Đây có bánh khoái nè. Bánh lọc nè, bánh lọc là có nhân tôm và nhân đậu xanh. Đây là rán ít. Đây có thịt nướng. Rất nhiều những món.
đây có quán gì bán cả bún bò nè. À, đây là tất cả những món ăn đều tập trung ở đây. Đặc sản Huế. Không quay xí nè, đây là ngồi bún bò nè. Dạ. Có cũng là người Huế mà giới thiệu là đây bún bò Huế nè. Được dùng xuất sắc luôn. À, bánh lọc. Bánh lọc, đây là bánh lọc trân, nhân tôm, thịt, nhân tôm. Bánh cõi, nem lùi, thịt nướng. Mọi người có thể đến những cái gian hàng như thế này để thưởng thức được nhiều món ăn cùng một lúc và để cho mình một cái bụng cùng đói nha mọi người, để cho mình một cái bụng phải nhiều không gian để có thể chữa được những món ăn ở Huế. Và tiếp tục chúng ta lượt một phong. Những gian hàng ở đây cũng như vậy, cũng là bán đặc sản Huế. Đây là gian hàng của Ó Thông. Mấy cái gian hàng mà tính ó ó thì rất là ngon mọi người. Ở đây thì có thêm là bánh bèo nè. Bèo nem lùi. Nhìn màu sắc là thấy ngon rồi mọi người. Và mình khuyên mọi người nếu mà đến chợ Đông Ba thưởng thức ẩm thực thì nên đi vào buổi sáng nha mọi người. Buổi sáng thì những cái đồ ăn sẽ còn mới và ngon hơn. Mặc dù là chợ Đông Ba bán sẽ là bán cả ngày, bán cả buổi tối nữa. Buổi tối thì thường là bán ở ngoài vỉa hè gần với đường. Trước mặt chợ. Dạ. Còn bây giờ thì cứ mọi người vào bên trong chợ. Tức bún bò nè, nước nhìn thấy hấp dẫn mọi người. Đó, và khu ẩm thực luôn luôn là tấp nập nhất ở chợ Đông Ba. Mặc dù thì bây giờ chợ Đông Ba cũng chịu sự cạnh tranh bởi nhiều những cái chợ khác, cũng như là những cái trung tâm thương mại mở ra, hay là mọi người có nhiều cách khác để mà mua hàng, giống như là mua trên mạng vân vân. Nhưng mà chợ Đông Ba vẫn luôn là cái điểm đến của khách du lịch, bởi vì ở đây không chỉ có những món ăn ngon mà còn là không khí. Đây có bún bò, món bún nghề mọi người. Này. Yeah. Đó, bún nghề thì giá cả cũng rất là phải chăng mọi người. Bún nghề thì thường ăn chung với lòng. Lòng xào nghề, bún nghề thì sợi bún nhỏ có màu vàng. Lòng này xử lý rất là mệt mọi người. Và ở rất là nhiều nhá. Để tận cái mùi tanh thôi. Cũng như là mềm. Đó, còn đây là nhà hàng dưới đây bạn mình cánh bạn gì? Mình cánh hả? Dạ, cháu xin quay xỉ. Đây là ó là tính gì để em giới thiệu. À. Đây là nhà hàng bánh cánh của Ó Lan. Bánh cánh bột lọc, bột gạo, bột mì. Giá cả thì cũng dao động từ 10 đến 20 nghìn. Dạ. Dạ. Giá cả rất là rẻ mọi người. Vào chợ Đông Ba thì cục cua về tối là 10 ngàn. Dạ. Nhìn chả cua hấp dẫn không? Dạ. Chắc bạn cũng gần hết rồi gì đấy. Dạ, mình bạn từ mấy giờ chứ? Dạ, 8 giờ sáng đến tối 6 giờ sáng là nghỉ, 6 giờ tối là nghỉ. Dạ. Dạ. Dạ, nếu mọi người đến đây mà thích thưởng thức ẩm thực bánh cánh cua của Huế thì ghé Ó Lan. Đó, ngồi kỳ bên hang tre. Mình sẽ vô hang tre để quay mọi người xem nhé.
đây là có những cái dáng hàng chè cạnh nhau. Đây là chè của Thảo Thủy Quân. Thảo Thủy Quân chè dân. Thảo Thảo dân kia không? Đang dân ăn, mới đang dân ăn, nói cái tiếng dân mà khó nghe rửa. Hàng chè nó phải mời mọc ra ngon chứ đang dân. Dạ đúng rồi, mời khách ha. Mời khách ra ngon chứ. Mời khách dễ thương, khách đồng hồ ha. Đây là còn được cục dưa nè, các loại chè nè. Ở đây có đa dạng những cái loại chè mọi người. Có chè đậu xanh nè, chè trái cây nè, chè chuối nè, hạt sen. Đậu xanh. Dạ. Hạt lọc. Dạ. Chè chuối. Dạ. Dạ. Đấy mình tổng cộng mấy loại chè gì? 14 loại, 15 loại. 14 loại ha. À, mình đi nấu thôi mà nấu được hết các loại chè này luôn à? À thì mình nấu chứ ai nấu có? Mình dạ. Nấu mình nấu chứ. Dạ. Chắc cũng phải dậy sớm gì hết. 4 giờ sáng dậy nấu có. Dạ. Mình nấu từ mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ gì? Từ 8 giờ đến 6 giờ chiều. Dạ. Được nữa thì khách hàng có đóng gì? Hàng mà đây có khách đúng không? Dạ, du lịch đồ. Du lịch đỡ hơn. Dạ. Còn 2 năm có biết chẳng có khách. Dạ. Đó, nếu mà người đến Huế và muốn ăn chè chợ Đông Ba thì ghé cái gian hàng chè của Ó Thủy Quân và ủng hộ Ó. Chè nhìn thấy là hấp dẫn mọi người. Rất là ngon. Giá cả thì khoảng mấy chứ? Bình dân 15 ngàn và 10 đến 15. Dạ, 10 đến 15 ngàn tùy sức ăn ha. Tùy theo món chè. Dạ, tùy theo món chè nè. Món đủ thứ là 15 ngàn, còn một món là 10 ngàn. Dạ. Đó, chè luồn xuống là 15 ngàn. Chè luồn xuống 15, chè cây 15, mặt xe 15. Dạ. Còn một món là 10 ngàn. Dạ. Đấy là giá cả cũng cực kỳ là hợp lý luôn. Dạ. Đó, và những cái giá hàng ở đây thì được niêm yết giá cả mọi người. Nên có bằng giá, em có bằng giá. Dạ, được niêm yết giá cả nên mọi người không sợ bị chặt chém. Đây là một cái điểm khá là hay ở chợ Đông Ba. À. Đó, khu ẩm thực của chợ Đông Ba là như vậy. Nếu mọi người có đến chợ Đông Ba và muốn thưởng thức ẩm thực của chợ Đông Ba cũng như ẩm thực Huế một cách dễ dàng nhất, nhiều món nhất thì có thể đến chợ Đông Ba để thưởng thức nhé. Mình cũng xin dừng video tại đây. Cảm ơn mọi người và xin chào. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.